Kể từ khi Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công của mình, tình hình chiến sự ngày một trở nên căng thẳng hơn. Và mới đây nhất, vụ vỡ đập thủy điện Novakhachkovka ở Kherson đã trở thành đề tài được chú ý. Cả Nga và Ukraine đã đổ lỗi và quy trách nhiệm cho nhau. Mỹ và phương Tây dĩ nhiên đứng về phía Ukraine trong câu chuyện này. Họ cho rằng Nga đang run sợ trước chiến dịch phản công của Ukraine nên mới phải phá con đập để ngăn bước tiến quân đội của Ukraine. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là việc đập Kharkovka vỡ không chỉ gây nên những thiệt hại về người và của ngay thời điểm hiện tại mà nó còn là nguy cơ thảm họa hạt nhân treo lơ lửng trên đầu người dân ở Ukraine trong tương lai. Vậy cụ thể thì tại sao lại có những cảnh báo về nguy cơ thảm họa sinh thái và hạt nhân được phát đi kể từ khi đập Kharkovka bị tấn công? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé! Nguy cơ thảm họa hạt nhân sau khi vỡ đập Kharkovka. Đại diện Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc hôm ngày 6 tháng 6 cảnh báo việc phá hủy đập Kharkovka có thể gây nguy hiểm cho nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu và dẫn đến thảm họa nguyên tử. Quan chức này tuyên bố, Trung Quốc tái khẳng định một khi xảy ra thảm họa hạt nhân, không ai có thể tránh khỏi ảnh hưởng, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, tránh những lời nói và hành động có thể leo thang, đối đầu và dẫn đến phán đoán sai lầm, duy trì sự an toàn và an ninh của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Với việc con đập bị phá hủy, mực nước sông Dnieper đã giảm sâu hơn ở thượng nguồn, bao gồm cả nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Nhà máy thời Liên Xô này phụ thuộc vào nước từ sông Dnieper để làm mát các lò phản ứng và các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng của nó. Khi không còn nước thì sẽ là hậu họa khôn lường. Ukraine, quốc gia từng chứng kiến thảm họa hạt nhân Chernobyl vào năm 1986, đã báo động về vụ việc. Ông Mykhailo Podolyak, trợ lý của Tổng thống Ukraine, cho rằng thế giới một lần nữa đứng trước bờ vực thảm họa hạt nhân khi nhà máy Zaporizhia bị mất nguồn làm mát và mối nguy này hiện gia tăng nhanh chóng. Bình luận trên Twitter, ông Edwin Lehman, chuyên gia an toàn hạt nhân tại Liên minh các nhà khoa học có liên quan, gọi tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia là một thảm họa chậm. Chúng ta sẽ thấy tác động đối với nhà máy theo thời gian. Có một khoảng thời gian để giải quyết vấn đề này, nhưng nó không phải là vô hạn. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết các chuyên gia của họ đang theo dõi chặt chẽ tình hình và xác định không có nguy cơ mất an toàn hạt nhân ngay lập tức tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia sau khi con đập lớn gần đó bị phá hủy. Tuy nhiên, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhà nước Ukraine Energoatom cho biết mực nước của hồ chứa Kharkovka đang hạ thấp nhanh chóng, gây ra mối đe dọa tiềm tàng cho nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu này. Kịch bản này có thể xảy ra trong vài ngày. Các chuyên gia cũng cảnh báo việc không có nước làm mát trong một thời gian dài sẽ khiến nhiên liệu tan chảy và hệ thống phát hiện khẩn cấp không thể hoạt động được. Tuy nhiên, trong tuyên bố đưa ra sau đó, IAEA cho biết có một số nguồn cung cấp nước làm mát thay thế, trong đó có ao làm mát nằm cạnh nhà máy. Ao này hiện đầy nước đủ để cung cấp trong vài tháng. Vì thế, theo Reuters, IAEA kêu gọi mọi bên bảo đảm nguồn nước làm mát này không bị tổn hại thời gian tới. Nếu không thì một thảm họa hạt nhân nữa ở Ukraine sẽ tiếp diễn. Trong khi đó, các chuyên gia cho biết vụ vỡ đập đã đẩy một lượng lớn nước có chứa chất hóa học không tốt cho đất nông nghiệp, sinh vật và động vật tự nhiên cũng như con người xuống Kherson, phần nhiều vào khu vực mà Nga đang kiểm soát. Cụ thể, khi nước lũ nhấn chìm các thành phố, trạm xăng và trang trại, cuốn theo các hóa chất nông nghiệp và sản phẩm hóa dầu chảy vào Biển Đen, điều này sẽ có tác động đến Romania, Georgia, Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria. Nó sẽ có hại cho tất cả các quốc gia trong khu vực. Ai được lợi khi đập Kharkovka vỡ? Khi mọi chuyện vẫn còn mù mờ thì bất ngờ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đưa ra bằng chứng cho thấy vào ngày 21 tháng 10 năm 2022, Nga từng gửi một bức điện đến Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres về kế hoạch của Kiev nhằm phá hủy nhà máy thủy điện Kharkovka. Nhưng bức điện này chưa từng được đưa ra thảo luận một lần nào. Và bây giờ, mọi chuyện đang diễn ra đúng như phía Nga từng cảnh báo. Vậy nếu như những gì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nói là đúng, thì động lực nào đã khiến cho Ukraine phải phá hủy đập thủy điện Kharkovka? Đầu tiên phải thừa nhận rằng cả Nga và Ukraine đều có những mặt lợi và hại riêng khi con đập bị vỡ. Tuy nhiên, phân tích sâu hơn thì Nga sẽ là bên phải chịu thiệt hại nhiều hơn là được lợi. Khi đập vỡ, lực lượng Nga đóng quân ở đây đã không thể phản ứng kịp. Không phải tất cả các binh sĩ Nga đều có thể được cứu kịp thời và nhiều người trong số họ đã bị dòng nước cuốn trôi. Do lũ lụt nghiêm trọng nên về lâu dài người Nga thậm chí có thể hứng thêm thiệt hại.
Một số nhà phân tích Ukraine báo cáo rằng nhiều phần của tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga đã bị nhấn chìm dưới nước. Hầu hết các đạn dược và thiết bị của họ cũng sẽ chìm theo vì không thể được sơ tán kịp. Các chiến hào sẽ bị san phẳng và các công sự dọc bờ sông sẽ bị xóa sổ. Nước lũ dự kiến sẽ rút trong khoảng 2 tuần và người Nga được cho là khó có thể tiếp tế cho toàn bộ lực lượng của họ ở Kherson. Đồng thời, theo các nhà phân tích, khi mực nước ở thượng nguồn đang giảm nhanh chóng, chiều rộng của con sông trong khu vực này có thể thu hẹp lại đến mức người Ukraine có thể khai thác một hướng mới để tiến hành một cuộc tấn công đổ bộ và sẽ có thể chọn địa điểm tấn công trên mặt trận dài 250 km thay vì chỉ 70 km. Một cuộc tấn công như vậy sẽ thậm chí còn có sức tàn phá lớn hơn cho quân đội Nga vì họ sẽ không thể triển khai đủ quân để giám sát toàn bộ bờ đông, đồng thời phòng thủ trước cuộc phản công ở Zaporizhia. Với Ukraine, phá đập cũng có thể là cách để đánh lạc hướng quân đội Nga trong lúc họ chuẩn bị tiến hành phản công ở những hướng khác. Một lợi thế khác đối với Kiev là lũ lụt cũng có thể cuốn trôi các công sự và bãi mìn do lực lượng Moscow thiết lập trong khu vực. Giới chuyên gia tin rằng Ukraine có 5 lý do để phá hủy đập thủy điện Kharkovka. Đầu tiên, lực lượng vũ trang Ukraine có thể bắt đầu tống tiền lực lượng vũ trang Nga bằng cách yêu cầu họ phải sửa chữa con đập. Thứ hai là Ukraine có thể làm gián đoạn nguồn cung cấp nước cho Crimea. Thứ ba, mực nước dâng cao ở sông Donetsk sẽ đe dọa các tuyến phòng thủ ven biển của lực lượng vũ trang Nga. Thứ tư, những hành động như vậy sẽ gây ra sự xích mích khi các chuyên gia, quân đội và quan chức Nga buộc phải giải quyết khẩn cấp nhằm hạn chế những tổn thất lớn. Trong khi đó, đây không phải là phần việc chính của chiến dịch quân sự đặc biệt. Thứ năm, Kiev đang cố gắng tạo ra một bối cảnh chia cắt Nga dọc theo toàn bộ vòng cung của sông Donetsk. Có thể thấy, chính quyền Ukraine sau vụ việc này, họ tập trung vào việc lên án Nga cũng như đòi thêm viện trợ hơn là khắc phục hậu quả. Tổng thống Ukraine Zelensky đã tổ chức một cuộc họp khẩn với báo chí và ông bày tỏ sự thất vọng khi Ukraine chưa được các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc và Hội Chữ Thập Đỏ viện trợ sau khi đập chiến lược Nova Kharkovka ở Kherson bị vỡ. Họ chưa có mặt ở đó. Ông Zelensky nói, thừa nhận ông bị sốc vì tôi nghĩ họ là lực lượng lẽ ra sẽ phải ở đó để cứu mạng dân thường. Trong khi Nga đang cố di tản những người dân và binh lính trong khu vực, thì ông Zelensky nói rằng phía Ukraine khó để di tản người khỏi khu vực Kherson do Nga đang kiểm soát. Vì lực lượng chúng tôi cố gắng làm điều đó, Nga sẽ nổ súng vào chúng tôi từ xa. Từ những phân tích trên, chúng ta có thể thấy được rằng bên nào được lợi nhiều hơn khi đập Nova Kharkovka bị vỡ và những gì từng xảy ra trước đây cũng đã cho thấy bên nào từng nỗ lực phá hủy con đập này. Tuy chưa thể nói trước được điều gì khi mọi thứ còn chưa ngã ngũ, nhưng có thể chắc chắn khẳng định rằng đây là một hành động có chủ đích và đáng bị lên án. Tầm quan trọng của đập Nova Kharkovka. Đập Kharkovka nằm cách thành phố Kherson khoảng 70 km về phía đông bắc. Nó có nhiệm vụ tích trữ nước sông Donetsk, phục vụ nhà máy thủy điện cùng tên, cùng hoạt động tưới tiêu nông nghiệp và việc đi lại bằng đường sông ở tỉnh Kherson. Đập Nova Kharkovka cao 30m và dài 3,2 km với hồ chứa nước lên tới 18 km khối. Đây là nguồn cung cấp nước quan trọng cho bán đảo Crimea ở phía nam và nhà máy hạt nhân Zaporizhia lớn nhất châu Âu ở phía bắc. Việc vỡ con đập khiến cho nhiều khu định cư ở phía hạ nguồn ngập lụt và làm trầm trọng thêm tình hình thiếu hụt nguồn cung điện ở Ukraine. Kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, đập Nova Kharkovka luôn được coi là một mục tiêu tiềm năng vì tầm quan trọng chiến lược cũng như thiệt hại mà nó sẽ gây ra nếu bị phá hủy. Nga sẽ giành được quyền kiểm soát con đập này ngay từ giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Thời điểm đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã kêu gọi phương Tây cảnh báo Nga không được phá hủy con đập này vì nó sẽ gây ngập lụt một khu vực rộng lớn ở miền nam Ukraine. Tuy nhiên, nói khác với làm, những tháng cuối năm 2022, lực lượng vũ trang Ukraine đã cố tấn công hàng trăm lần vào nhà máy thủy điện. Trước các cuộc tấn công gây nguy hiểm của quân đội Ukraine, Nga đã phải gửi thư lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cảnh báo trong 5 tháng, Ukraine đã nã 120 quả tên lửa HIMARS vào đập thủy điện Nova Kharkovka. Phía Ukraine cũng đã thừa nhận các cuộc tấn công của họ vào nhà máy thủy điện này, và thậm chí họ còn phô trương thành tích này trong các cuộc phỏng vấn với báo chí phương Tây. Vậy mà đến thời điểm hiện tại, khi con đập thực sự bị vỡ, thì Ukraine và phương Tây hoàn toàn bỏ qua những gì đã từng diễn ra trước đó. Họ tập trung đổ lỗi cho Nga đã gây ra thảm họa này. Tổng thống Ukraine Zelensky cũng tuyên bố sẽ đưa vụ việc này lên Tòa án Hình sự Quốc tế ICC. Ông cho rằng đây là một thảm họa quy mô lớn, đồng thời so sánh hành động này với việc sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Mỹ, NATO, EU và nhiều tổ chức phương Tây khác, đồng thời lên án Nga, cho rằng đây là hành động tàn bạo. Nga cũng quy trách nhiệm cho Ukraine trong vụ việc lần này. Vậy theo bạn, ai mới là kẻ phá con đập Kharkovka? Cuộc chiến Nga-Ukraine vẫn đang ác liệt. Thực sự Putin khó có thể thua trên chiến trường Ukraine, chỉ là vấn đề thời gian. Mỹ và phương Tây hứa hẹn đánh Nga đến người Ukraine cuối cùng. Người Ukraine sẽ không thể đẩy lùi quân đội Nga trên đất Ukraine. Quân đội Nga ở một đẳng cấp khác với Ukraine, và hơn nữa Nga còn là một cường quốc hạt nhân, trong khi Ukraine thì không. Cho đến nay, quân đội Ukraine vẫn đang cầm cự hết sức mình. Qua các đợt tấn công bằng tên lửa và bom từ trên không, Nga có thể san bằng các thành phố của Ukraine, từ đó đạt được thế ưu thế trên chiến trường. Vậy thì một câu hỏi đặt ra là nếu Nga bị xa lầy quá lâu, người Ukraine cầm cự đến khi Nga hết lực, chấp nhận rút quân về nước thì sẽ ra sao? Hậu quả của việc Nga thua tại Ukraine sẽ khiến châu Âu và Mỹ phải đối mặt với những thách thức mang tính nền tảng. Giả sử một ngày nào đó, Nga buộc phải rút quân, thì việc xây dựng lại Ukraine với mục tiêu chính trị là chào đón nước này gia nhập EU và NATO sẽ là một nhiệm vụ nặng nề. Cơ sở hạ tầng của Ukraine bị phá hủy hoàn toàn, đất nước này sẽ trở về vạch số 0, sẽ tốn rất nhiều tiền của cho việc kiến thiết, và phương Tây phải bảo kê không được để Ukraine thất bại một lần nữa. Mặt khác thì một hình thức kiểm soát yếu của Nga đối với Ukraine có thể đồng nghĩa với việc xuất hiện một khu vực giao tranh liên tục có nhiều rạn nứt bất ổn, với cơ cấu quản lý hạn chế hoặc không có, nằm ngay phía đông biên giới của NATO. Thảm họa nhân đạo sẽ không giống như bất cứ điều gì mà châu Âu từng chứng kiến suốt hàng thập niên qua. Người di cư chạy trốn chiến tranh sẽ tràn sang châu Âu, gánh nặng càng thêm lớn. Đáng lo ngại không kém là viễn cảnh về một nước Nga bị suy yếu và bị sỉ nhục. Sau khi gần như bị cả thế giới cấm vận, cắt đứt quan hệ, Nga sẽ âm thầm dồn nén những cảm xúc phục thù, giống như những gì đã nổi lên ở Đức sau Thế chiến I. Các chính trị gia phương Tây cho rằng, nếu Tổng thống Putin duy trì quyền lực của mình, Nga sẽ trở thành một quốc gia bị bài xích, một siêu cường bất hảo với một đội quân bị hạ cấp vì thua cuộc. Nhưng kho vũ khí hạt nhân thì vẫn còn nguyên. Nga sẽ xây dựng lại đội quân của mình, xây dựng chiến thuật và một ngày nào đó sẽ quay lại trả thù. Cuộc chiến này sẽ lan toàn châu Âu. Trong khi đó, các biện pháp trừng phạt mà Mỹ và các nước châu Âu áp đặt lên Nga sẽ dẫn đến việc tách Nga ra khỏi nền kinh tế toàn cầu. Đầu tư nước ngoài sẽ giảm, vốn sẽ phải khó khăn lắm mới có được. Chuyển giao công nghệ sẽ ngừng trệ, các thị trường sẽ đóng cửa với Nga, có thể bao gồm cả thị trường khí đốt và dầu, mà doanh số từ các thị trường này lại đóng vai trò quan trọng trong việc hiện đại hóa nền kinh tế của Putin. Dòng chảy chất xám kinh doanh và khởi nghiệp sẽ chảy ra khỏi Nga. Vết nhơ của việc thua cuộc ở Ukraine sẽ ở lại với chính trường Nga thêm vài chục năm. Hiếm khi nào một quốc gia thu được lợi ích từ một cuộc chiến họ đã thua. Sự vô ích của những chi phí bỏ ra cho cuộc chiến đó, thương vong nhân mạng và sự suy giảm vị thế địa chính trị sẽ xác định con đường cho nước Nga và cho chính sách đối ngoại Nga trong nhiều năm tới. Và sẽ rất khó để hình dung một nước Nga tự do trỗi dậy sau những gì khủng khiếp của cuộc chiến này. Ngay cả khi ông Putin mất đi quyền lực ở Nga, nước này cũng khó có thể trở thành một nền dân chủ thân phương Tây. Họ có thể bị chia tách, như thời Liên Xô, hoặc cũng có thể trở thành một chế độ độc tài quân sự sở hữu vũ khí hạt nhân, giống Triều Tiên. Các nhà hoạch định chính sách phương Tây đang kỳ vọng về một nước Nga tốt đẹp hơn và về cái ngày mà một nước Nga thời hậu Putin có thể thực sự hội nhập vào châu Âu. Lịch sử đã chỉ ra rằng, việc xây dựng một trật tự quốc tế ổn định là vô cùng khó khăn. Nếu có một cường quốc theo khuynh hướng phục thù, bị sỉ nhục ở vị trí trung tâm của nó, đặc biệt là một cường quốc với tầm cỡ của Nga, để xây dựng trật tự, phương Tây phải áp dụng cách tiếp cận liên tục cô lập và ngăn chặn. Giữ Nga ở thế yếu và giữ Mỹ ở lại cùng mình sẽ trở thành ưu tiên đối với châu Âu trong một kịch bản như vậy. Bởi châu Âu phải gánh trọng trách chính trong việc quản lý một nước Nga bị cô lập sau cuộc chiến thất bại ở Ukraine. Về phần mình, Washington muốn tập trung vào Trung Quốc, còn Trung Quốc có thể cố gắng tăng cường ảnh hưởng của mình đối với một nước Nga đang suy yếu. Từ đó dẫn đến việc hình thành một liên minh cùng sự thống trị của Trung Quốc mà phương Tây muốn ngăn chặn vào đầu năm 2020. Chắc chắn Mỹ và phương Tây đều muốn Nga thua cuộc, tuy nhiên một thất bại của Nga sẽ không phải là lý do để ăn mừng. Nếu Nga ngừng xâm lược thì hậu quả chiến tranh đã gây ra cho Ukraine vẫn là một vết thương hằn sâu nhiều thế hệ. Nhưng vấn đề là Nga sẽ không sớm chấm dứt xâm lược, Nga sẽ phục thù, còn người Ukraine sẽ chạy loạn khắp châu Âu. Video đến đây là kết thúc rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.